màu đỏ đô nha, với màu hồng.
màu sen và hồng đậm với màu xanh. Có 4 màu nha, cái này có 4 màu. Bộ này có 29.000 thôi mấy chị. À 29.000. À rồi, xin đi chúng ta thôi đậm nè. Rồi, ok Nguyễn nha, da hông gì nè, Nguyễn da hông nè, xong đi chữ là 49.000 nè. Bộ 29.000 bộ mấy chị. Rồi ok em.
Thảo Nguyên ơi, Thảo Nguyên lấy bộ đó không? Bộ
hai mươi chín nghìn phải không Thảo Nguyên? Rồi Nguyễn Du xong đi đem hai cái nè. Thank you.
Thôi còn cái gì nữa là đưa cho mấy chị nha.
Ai ấp bắp kim bự nè mấy chị. Cái này nữ nam đều mang được con chà bá nền luôn nè. À, mấy chị ơi, 60, 65 cái vừa luôn nè. À, bắp bánh nón nè, đợi chị Thanh không biết là nó nằm chỗ nào luôn. Đây, con chà bá nền luôn, nam nữ mặc được luôn nè mấy chị. Cái này chắc nam đó mấy chị ơi, cái này là bắp kim nam đó nè. Ở bắp kim nam 60, 60 mấy ký vừa luôn nè. Ở 60, 60 mấy ký vừa luôn nè mấy chị. Ở cái áo bắp kim nam mấy chị đi mua 250 đó nha mấy chị. 250 Thanh bán cho mấy chị có 75.000 thôi. Chốt em to ấy rồi, ok em nè. Ồ, cái này nó đẹp nha, có hai cái thôi. Cái này là 60-65 kg nè, áo này mấy chị đi mua 250, nói Thanh nói giúp con mấy chị 250 hoặc là 300 mấy á, tại vì cái áo khoác riêng nó không bao giờ rẻ đâu mấy chị, áo khoác riêng không bao giờ rẻ đâu, Thanh nói thiệt luôn. À, Thanh bán cho mấy chị là có 75.000 thôi. Rồi ok, cục vàng cái này còn hai cái nha. Đây, vậy còn một cái nữa nè mấy chị. Chị nào lấy chút phần thân luôn. Cái này 60-65 kg nha mấy chị. 60-65 kg nha, có thêm cho mấy chị. Riêng này là nam nữ. Nam nữ mặc được nha mấy chị. Đây, để coi còn cái gì. Tại vì bữa giờ Thanh chưa có sale cái. Cái chữ Levi đó Thanh còn đó nè. Chữ Levi đó là Levi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Cô gái hả?
Mấy chị ơi, cái bãi phi bóng. Rồi, ok, Hiếu Hồng này, Nam 75 nè. Mấy chị yên tâm với vấn đề là hàng không đồng quan gì đâu nha mấy chị. Cho em hàng tuột. Đây mấy chị, đây cái bộ phi bóng 29.000 bộ pyjama. Mấy chị Thanh nói cho mấy chị nghe nè. Phi bóng là nó cái vải nó cứng hơn cái vải lụa hoặc mango. Lụa và mango là cái vải nó mềm. Lụa và mango thì bộ nó tới 100 mấy lần mấy chị, chứ nó không có rẻ đâu. Đó, còn cái này phi bóng thì nó hơi cứng xíu, mấy chị giặt là nó sẽ mềm nha mấy chị. Nhất là phi bóng với lại KT là lúc đầu là cái chất vải nó hơi cứng. Mấy chị về mấy chị giặt là nó sẽ mềm nha mấy chị. Shop của Thanh ở Cần Thơ nha. Đây cái này Thanh sale cho mấy chị có 29.000 thôi nha. Mà mấy chị nghĩ đi, tiền nào của đó nha mấy chị. 29.000 bây giờ mấy chị đi mua cái miếng vải xo lông dịch về mấy chị may thành phẩm ra một bộ đồ cũng là 60-70.000 chứ không bao giờ bỏ 29.000 nha mấy chị nha. Cái vải mấy chị mua vải xấu á, cái vải mà vải xo lông vịt đó mấy chị, đó là nó cũng là mấy chục ngàn một mét rồi đúng không mấy chị, nó cũng 25-30.000 một mét rồi. Còn cái này là vải phi bóng nha mấy chị, vải phi bóng mà bây giờ Thanh sale cho mấy chị có 29.000 một bộ thôi. Có nhiều chị về chê nó chỗ dễ cứng quá. À, hai bộ 29 ok Ngọc Trâm nè. Có nhiều chị đã về chơi giải cứng quá. Mấy chị ơi 29.000 có đâu mềm mấy chị. Đúng không? Đúng không mấy chị 29.000. Về Bạc Liêu Thanh ơi, Thanh đang ở Bạc Liêu nè. Chị Thanh, Thanh đang cái kho hàng Thanh đang ở Bạc Liêu nè cục chàng. Xuống đi chơi Thanh nè. Thanh đang ở kho hàng Thanh luôn nè. Thanh đang ở trên đại Bạc Liêu nè. Cái kho hàng đó là đang ở dưới đại Bạc Liêu luôn nè. Đây đồ Ngọc Trâm nè. Đó mấy chị có 29.000 mấy chị mặc đi. Mặc dáng dục mỏ không có tiếc. Mấy chị mua bộ đồ 100 mấy mấy chị qua, ví dụ nó qua mốt rồi mấy chị bỏ nó cũng tiếc. Còn cái này mấy chị mua mặc 29.000 mấy chị mặc một tuần lễ 10 bộ nha, 10 ngày rồi mặc dáng mấy chị cho từ thiện cũng được. Anh Trinh còn rẻ hơn một tô phở đúng rồi đó cục vàng. À, ở ngay cầu Nọc Nạn á cục vàng ơi, Thanh ở ngay cầu Nọc Nạn á, cuối tuần thì Thanh mới về nhưng mà tuần này là Thanh về, tuần sau Thanh về, lần nữa là Thanh nghỉ về mấy chị. Thanh mất bán Tết rồi mấy chị ơi, tuần này Thanh xả kho tuần sau Thanh xả, lần nữa là Thanh ở chỗ Thanh bán Tết rồi quá, à, Thanh không có về được nữa tại vì cận Tết là luôn bu lắm rồi. Bộ 29k giờ chị không biết có mấy màu nữa Thanh Bình Dương ơi, không biết có mấy màu nữa, bây giờ mấy chị lấy đủ màu đi. Thanh không biết là còn mấy màu nữa. Đây là Ngọc Trâm ơi, à, còn mấy màu nè, còn mấy màu lấy hết mấy màu đi Ngọc Trâm, có nhiêu màu lấy hết đi. 29.000 chỗ nó rẻ muốn chết, để Thanh coi còn mấy màu đây. Thanh cũng không biết còn mấy màu nữa. Ok, nào ở đâu rồi?
Nó có kia size to nhất là khoảng 60 ký à cưng ơi, 60-62 ký thôi. To nhất là cũng có 60-62 ký thôi. 55 ký hả? 55 ký để chị coi có size size 55 ký là được rồi. 55 ký chắc size L quá. Thanh Thảo
xíu đi cưng, đợi chị xíu nha. Rồi Kiều Nhiên lên xuống đậu giùm chị Thanh đi Kiều Nhiên ơi. À, có quần jean không, quần jean à, dạ có nha chị, rồi còn một cái sọc với chị. Rồi còn một cái sọc nha. Rồi ok Nguyễn Liêm nè, sọc luôn nè. Rồi vậy là hết với việc Nguyễn Kiều Nhiên ơi, Thanh lấy cho Kiều Nhiên rồi nha, lấy cho Nguyễn Liêm luôn mà, sọc rồi hết nha chị, sọc rồi hết rồi. Thank you.
chứ không phải một combo đâu. Có nghĩa là combo lộn xộn á. Mỗi combo là nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Rồi 45.000 mới chị, rất là đẹp luôn. Cái này sơ mi nữ cũng được mà nam cũng được. Mấy chị thấy mặt đẹp chưa, nhức cái nách chưa? Cái áo sơ mi 60kg không có may đầu ơi, sơ mi 60kg là 2X, đợi thanh xíu nha. Chừng nào thanh đọc số ký đúng số ký mình mua. Ở đẹp chưa mấy chị? Quá trời xuất sắc, cái này là 7 lụa 2 da cho mấy chị. Đó. Ok Kiều Nhiên nè, rất là đẹp luôn mấy chị. Cái áo này mấy chị về mấy chị hỏng 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 liền thôi luôn á. Hỏng liền thôi luôn á mấy chị. Rất là đẹp, cái áo sơ mi này đẹp vô cùng luôn. À, để em trai cái gì Ngọc Châu ơi, cái áo khoác kia hồi nãy là em có chốt hay không nè? Rồi giờ áo sơ mi rồi em nhắn cái gì chị không hiểu hết trơn á. Rồi lên giùm thanh là sơ mi trắng mấy chị 45k, sơ mi trắng 45k, 55-57kg đổ lại, 55kg đổ lại nha mấy chị. 55kg đổ lại mấy chị lên giùm thanh là sơ mi trắng. À đâu rồi Diệu, Diệu Thanh đâu rồi, Diệu Thanh ơi. Diệu Thanh dặn Thanh mà nhiều khi Thanh chừa nhiều quá Thanh cũng kỳ chứ biết không. Có size lớn không, ở size lớn là size 2X, size 2X là hiếm đó. Để Thanh xíu đi. Rồi dùng đơn ok Kiều Nhiên. À, Diệu Thanh kêu Thanh có cái nào đẹp thì chừa, mà nhiều khi cái nào cũng đẹp Thanh chừa nhiều quá Thanh ngại. Ở trong mảy khách kêu chừa là cứ hút thấy đại đâu không có đâu. Thì tính Thanh nổ lắm. Rồi mấy chị lên giùm Thanh luôn nha, cái áo sơ mi trắng nha. À, để Thanh coi cái nào bự để Thanh vô Thanh coi. Đợi lên xíu nha. Cái này bông mấy chị, bông này cũng 55kg đổ lại luôn. Bông 55kg đổ lại.
chị đâu lấy chỗ kinh thánh làm không nhé. Thành phẩm mấy chị.
Thank you.
mái trắng nè. Cho chị coi lại áo sơ mi nam trung niên đi em, có sọc sọc nhưng mà em giờ em hết size lớn mà chị. Đây cái này nó có phản quang luôn đó mấy chị, có phản quang luôn nha. Trắng lên thì thanh là mái trắng nha. Ủa cái trắng này nó dơ quá mấy chị ơi, cái trắng này nó dơ quá nên bán rẻ nha. Do là cái mộc nó bị rách á, cho nên là cái mạ nó bị dơ. Trắng này cái bọc nó rách nó dơ lắm Cương ơi, cái này không có bán được đâu. Nếu Cương lấy trắng thì lấy cho Cương cái trắng khác nó sạch hơn, trắng khác nó sạch hơn nha. Đừng có rách hả? À áo em mặc có 70kg không? Chồng chị 57kg hả? 57kg giờ em không biết còn cái gì nữa. Bây giờ nó có họa tiết không à chị? Nó có họa tiết không à? Đây chị lấy cái trắng không có luôn, không có dơ đây. Áo em mặc 70kg hả? 70kg để coi không biết còn không nữa này. Đây 70kg cái này vừa nè màu hồng nè chị. À cái này 70kg vừa nè màu hồng nè. Đây màu hồng này là 70kg vừa nè. Ở cái này là 70kg vừa nè màu hồng. Cô hỏi mẹ có lấy cho chị hai cái rồi đó chị Liên Bích ơi. Cô hỏi mẹ có lấy cho chị hai cái rồi. Rồi cái này màu hồng nha, hồng này 70kg vừa nè. Ở hồng 70kg chị nào lấy cho mình nó là hồng nha. Nam mặc được không? Được nha lắm cô ơi, được nha chị. Trắng có vành đỏ chị, cái trắng nó cũng đẹp đó. Trắng này đẹp nè, trắng này đẹp luôn luôn á. Trắng có vành đỏ rồi đấy, chị lấy nha. Đây trắng vành đỏ đây. Thank you.
Chị mới chắc ăn, chị mới chốt cho em được. Để thôi, chị chốt cho em hết rồi cái người
Thank you.
mấy ký là mặc vừa nha mấy chị. Ở một đâu nè, ông Liên lấy thêm mấy bộ này mặc đi, mấy bộ này đẹp quá trời luôn. Ở màu nâu nè nha, bông nâu nè. Thấy nè mẹ, hồng cảnh bữa nay lấy bằng tốt nghiệp. Rồi cái này đâu kia. Dễ thương quá nè. Áo trắng 10k nó bị lỗi dơ nha mấy chị, lên thì phanh nè.
Ở cái này con mua về bán được không? Kiếm ra con.
mấy à? Cái này đã khoảng từ 10-12 ký đổ lại thôi. 10-12 ký đổ lại. Tôi lấy chị thân chân giá 15 nghìn. Đó, lấy chị thân chân giá 15 nghìn. Đây, cái quần này thật sao cho mấy chị luôn nè. Cái quần này sale 20 nghìn thôi. Cái quần này sale 20 nghìn thôi mấy chị. Cái quần này là size 30 luôn nè. Nó có giãn nha. Nó có giãn nè. Đó, thật sao cho mấy chị là 20 nghìn luôn. Cái quần nè. Quần đinh nữ 58 kg hả? Bây giờ mình lên từ từ đi mấy chị coi. Cái này đẹp lắm luôn. Cái này là chị bán lô nha, chứ không phải là bán ri giống như ở Sài Gòn đâu nha. Ở Sài Gòn nó bán ri cho em một ri á là 100 mấy, 105 hoặc 115. Chị bán này chị bán lô nha em. Chị bán lô là chạy ra một bốn bộ để có mấy chục ngàn à. Cái này chị bán lô thank you.
Anh quên rồi nãy
em đùi nha mấy chị, em đùi nha. 45.000 chị nào lấy chỗ mình thanh luôn, cái này xem mà. 45.000 chị nào lấy chỗ cầm thanh là yếm nha mấy chị, yếm đùi. Cái này mua cái này mấy đứa xịt tin đó mấy chị, mấy đứa xịt tin đó nó rất là thích mặt. Rồi lên cầm thanh là yếm 45k. Cái này là size M nè. Thank you.
Ri là từ 26 tới 30 là giá 75.
sẽ lẽ là 8 cặp nha mấy chị. Rồi thôi, chiều tối 6 giờ rưỡi nha mấy chị. 6 giờ rưỡi hoặc là 6 giờ 15 gì đó, mình sẽ lại nha. Bây giờ mình xuống mai mình đi ăn.